Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với buổi workshop tiếp theo về liên quan chủ đề biết người. Như buổi thảo luận hôm trước thì chúng ta có trao đổi với nhau về biết mình thông qua hai công cụ, đó là công cụ thần số học và công cụ mang tên là lịch vũ trụ. Hai công cụ này sẽ là hai công cụ khá là mạnh trong việc là bạn tìm hiểu bản thân mình là một người như thế nào và phương pháp cũng như cái môi trường nào sẽ phù hợp với bản thân bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một cái công cụ, đó là liên quan đến biết người. Và cái công cụ ngày hôm nay đó chính là về DISC. DISC là phong cách hành vi. Phong cách hành vi là những cái mà giúp bạn hiểu được người những người xung quanh thông qua các hoạt động như là ăn mặc này, cũng như là cái lời nói, cũng như là cách trò chuyện, cũng như là cách xu hướng để giao tiếp với người khác. Thì trên bản đồ mà mình có trao đổi với mọi người, đó là một cái bản đồ về DISC. Thì như mọi người cũng có thể nhìn thấy, đó là đi thì nó sẽ thể hiện là một người quyết đoán, tập trung kết quả, tập trung vào kết quả và quyết định nhanh. I thì là những người rất là thân thiện. S thì là một người rất là kiên nhẫn và thích ổn định. Và người C là một người dữ liệu và sự việc dựa trên những cái sự phân tích. Thì DISC này nó sẽ chia làm 4 trục. Với trục bên phải thì mọi người có thể thấy là DI là những người theo xu hướng nhanh, còn CS là sẽ theo xu hướng chậm. Nếu mà chia cái bản đồ ra này từ trên xuống dưới thì D và C thì là những con người thì họ sẽ hướng về công việc nhiều hơn, và S và I thì người ta sẽ hướng về cái mối quan hệ, cũng như là về con người. Thì qua cái bốn cái hình dạng này, bốn phong cách hành vi này, thì mình có mô tả cũng như là để mọi người hình dung ra thông qua các hình ảnh mình gọi là mã hóa thông qua con việc, con vật. Ví dụ đi thì mình sẽ lấy hình tượng là một con hổ. I là mình lấy hình tượng con công. S là mình sẽ lấy hình tượng của một con chim bồ câu. Và người C là một hình ảnh của một con cú. Nhóm người đi là một nhóm người về thống trị. Người I là người thể hiện là phong cách như là kiên định, là ảnh hưởng, influence. S là về kiên định. Và C là những con người là về tuân thủ. Thì DISC là nó giúp chúng ta được nắm bắt được cái phong cách hành vi của người đối diện, của có khi đôi khi là chính bản thân mình, thông qua cái cách mà chúng ta thường xuyên ăn mặc, tác phong và cái cách nói chuyện của chúng ta. Và DISC này nó sẽ không phải là cái nào mạnh hơn cái nào, mà cũng không phải là cái nào tốt mà cái nào xấu, mà nó sẽ giúp các bạn đó là hiểu rõ bản thân mình hơn và hiểu cái phong cách hành vi của mình. Cũng như là khi mà nắm được điểm mạnh, điểm yếu của DISC thì chúng ta sẽ rèn luyện và điều chỉnh bản thân mình làm sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh và những cái điểm hạn chế được những cái điểm tối đa mà mình tại mình có. Thì DISC thì mỗi người chúng ta đều có cả bốn phong cách này, và với từng thời điểm khác nhau, tùy từng giai đoạn khác nhau thì sẽ có phong cách nào đó nó sẽ hiện diện tốt hơn và nó nổi trội hơn. Mình lấy ví dụ, nếu như mở doanh nghiệp chẳng hạn, nếu mở doanh nghiệp thì khi mà một doanh nghiệp mới khởi đầu thì những cái nhóm tính cách là D và C thì nó sẽ cần nổi trội nhiều hơn, bởi vì D lúc này là những con người tiên phong và khám phá, còn người C là người ta sẽ tập trung vào việc đó là người ta sẽ tuân thủ theo quy trình. Tương tự như vậy, đối với những người với khi mà công ty mà nó vận hành lâu rồi, trơn tru rồi, thì họ lại cần những con người có tính cách, những người có phong cách hành vi F và I để có thể là gắn kết các đội nhóm, cũng như là làm tăng trưởng và đưa công ty đến một cái mức tầm cao hơn theo với cái tiêu chí và cái mục tiêu mà công ty đã đặt ra. Tương tự như vậy đối với một cá nhân, nếu như mà mỗi cá nhân của chúng ta khi mà bắt đầu vào môi trường mới chẳng hạn, thì cái phong cách hành vi của chúng ta sẽ tập trung vào S và C, đó là chúng ta sẽ tập trung vào để có thể là hòa đồng với mọi người, cũng như là chúng ta sẽ tập trung vào việc tuân thủ các quy trình. Thì đó là những phong cách của con người mà mỗi khi bắt đầu làm việc. Còn khi mà chúng ta đã lên quản lý hoặc lên là một người trainer, một lãnh đạo gì đấy, thì những cái phong cách hành vi như đi hoặc là ai thì thể hiện phong cách hành vi này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc đó là thực hiện được cái mục tiêu, cũng như là đi xa hơn trong quá trình mình làm lãnh đạo như là mình trainer. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ chi tiết kỹ hơn về những cái phong cách hành vi này nó sẽ như thế nào, và những điểm mạnh, điểm yếu này nó sẽ ra làm sao. Đầu tiên là phong cách hành vi của người đi. Người đi là người dominance. Thì người đi này thì sẽ có những cái tính cách mà chúng ta sẽ có thể nhìn thấy và quan sát được. Đó là người này là mục tiêu và con người này hướng về công việc. Họ rất là thẳng thắn và họ rất là rõ ràng và quan tâm đến kết quả. Họ quyết định rất là nhanh và rất là mạo hiểm. Những người đi này, nếu như ai mà có những cái người quản lý mà là những người đi ấy, thì họ rất là thẳng thắn.
họ thấy cái gì đúng là họ nói đúng, họ thấy cái gì sai là họ nói sai, và đôi khi là họ có thể là họ mắng luôn, họ chửi luôn và chuyện bất chấp, không biết, không cần quan tâm đến là anh là tốt với tôi như nào, nhưng là anh sai là tôi sẽ mắng anh. Nhưng mà người này có một cái đó là khi mà người ta đã mắng, người ta thẳng thắn như vậy thì người này có một tính cách là người ta không giận lâu, người ta chỉ nói ra cái cảm xúc người ta lúc đó thôi, và sau khi mà nói xong như vậy là người ta sẽ chia sẻ lại ngay làm sao để làm đúng, và khi mà làm đúng rồi thì người ta sẵn sàng người ta khen luôn. Và những người này do là quan tâm đến kết quả và mục tiêu nên là về vấn đề cảm xúc thì họ lại ít quan tâm đến cảm xúc, cho nên là đôi khi là nếu mà một nhân viên mới mà gặp những cái người quản lý hoặc là người người đồng nghiệp mà tính cách đi này thì đôi khi là người ta không thích lắm, người ta cảm thấy hơi bị gió, bị đe dọa và bị mạo hiểm. Tuy nhiên họ lại là khi mà làm việc quen với một cái phong cách và cái hành vi của họ rồi thì chúng ta sẽ biết cách để điều phối làm việc với họ, cũng như là làm việc với những người này họ quan tâm đến mục tiêu và họ quan tâm đến cái gì nó nhanh và quái quá chung thì mình sẽ rất là dễ dàng. Còn đối với những người đi này thì khi về hình dáng bên ngoài cũng như cái tác phong làm việc của họ thì họ là một người khá là nhanh, quyết định khá là nhanh, và đồng thời đó là họ ăn mặc thì họ không quan tâm nhiều lắm ăn mặc. Còn nếu như mà khen họ thì họ không thích khen nhiều, mà họ sẽ chỉ cần khen tập trung và đúng với mục tiêu của họ. Họ rất là quan tâm đến phần này. Và những người cái tính cách đi này này sẽ phù hợp với những việc mà khi mà người ta đi khai phá một cái môi trường làm việc mới hoặc là những cái công việc nó liên quan đến sự đầu tư mạo hiểm gì đó thì những người đi này người ta sẽ quyết định rất là nhanh. Tuy nhiên là điểm yếu của điểm đi đó là do người ta quan tâm đến kết quả nhiều quá, đôi khi là sẽ rất là dễ cái tình trạng là khiến cho người khác là không hài lòng cũng như là không quan tâm đến cảm xúc người khác, thì có rất là dẫn đến cái tình trạng có thể là bị xếp nhà đội nhóm chẳng hạn. Thì đó là những cái mà cần lưu ý với người đi. Thì người đi có thể rèn luyện đó là một cách là họ có thể họ tập trung, có thể làm chậm đi lại một chút, làm việc nó chậm đi một chút, cũng như là sẽ cần có những cái đội đồng nghiệp để hỗ trợ nhiều hơn trong cái công việc của mình, như ví dụ là người F hoặc người I, và đồng thời là họ sẽ có thể là quan tâm đến người khác, về cảm xúc của người khác một chút về về các đồng nghiệp cũng như là về đội nhóm của mình. Tiếp theo là mình sẽ chia sẻ về điểm phong cách của người người I. Người I là người influence. Thì hình ảnh người I chúng ta sẽ nhìn thấy đến đó là một con công đúng không ạ? Thì con người này người ta đạt kết quả cao nhất đó là khi người ta làm được, người ta làm việc với con người và các mối quan hệ. Có mọi mọi người nhìn thấy con công là hình ảnh của người ai đó chính là con công, là người ta rất là màu mè, rất là sặc sỡ và rất là nổi bật, và đây cũng chính là cái đặc điểm của người ai này. Họ rất là sáng tạo, bay bổng và họ nhìn một cái rất là tổng quan, và đặc biệt là người ta truyền cảm hứng. Người ai này khi mà quan sát ở bên ngoài thì mọi người sẽ thấy là họ ăn mặc rất là nổi bật, họ nổi bật và có phong cách riêng. Đồng thời người ta rất là chỉnh chu trong cái việc đó là ăn mặc cũng như là cái trong lời nói. Do đó đương nhiên trong cái quá trình khi mà người ta làm người ai là người ta làm diễn giả hoặc là người ta làm truyền cảm hứng thì automatic là mọi người khi mà ngồi nghe những người ai này nói thì sẽ rất là thu hút. Và người ai này thì họ rất là nhiều mối quan hệ, tất bất cứ một cái điều gì họ đều cũng có thể biết, bạn bè trong Bắc ngoài Nam là đều họ có thể biết bằng tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên là khi họ mở rộng như vậy thì họ mở rộng theo chiều ngang, họ mở rộng cho chiều ngang, họ không đào sâu được. Nếu như mà đào sâu thì sẽ là người ép đào sâu nhiều hơn, thì người ai này người ta sẽ mở rộng theo chiều ngang, ai người ta cũng có thể thấy cái bạn và nói chuyện vui vẻ được. Và đặc điểm của người ai này là người ta sẽ quan tâm đến hình thức là quan tâm đến bản thân mình nhiều, người ta sẽ nói về nhiều về bản thân, và đặc biệt là người này là cũng sẽ theo cảm xúc, tức họ làm việc nếu như mà người ta vui là người ta sẽ làm việc, và các ý tưởng của người ta nảy ra rất là nhanh. Do đó là trong cái quá trình làm việc ấy, đôi khi là khi mà trao đổi với họ là trao đổi một đằng, nhưng mà đến khi trình bày người ta lại trình bày một ý tưởng khác, và cái ý tưởng đấy là sáng tạo và nổi bật hơn, bởi vì trong lúc đó người ta nghĩ ra ý tưởng. Và một con người này thực sự là sáng tạo và bay bổng. Người ai này là rất là nhiều bạn bè, rất là nhiều mối quan hệ, chỉ cần gọi điện một cái là tất cả các bạn bè có mối quan hệ đều đến. Tuy nhiên nếu mà để mà vay tiền người này thì người này mà đi vay tiền người khác thì sẽ không ai cho vay. Lý do là có thể người ta khá là quan tâm đến cái thú vui của họ chẳng hạn, cho nên là người ta sẽ không quan tâm nhiều đến các vấn đề mối quan hệ sâu nó khác, cho nên là khó để tạo nên sự tự tưởng đối với người ai này. Do đó là cái khắc phục đối với người ai này đó là cần khi mà làm việc đối với những người ai thì chúng ta cần phải đưa ra được cái chỉ tiêu cũng như là
luôn quan tâm đến theo sát mục tiêu của họ và luôn luôn là tạo cho họ cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc trong cái công việc và các mối quan hệ. Đặc biệt là đối với những cái người ai á, thì khi mà trao đổi với họ thì họ là người rất dễ là tạo cảm hứng cho người khác. Cho nên là hãy tạo cho họ một cái môi trường làm việc thật là thoải mái. Tiếp theo là mình muốn chia sẻ là một cái phong cách hành vi khác nữa, đó chính là người S. Người S này là một người rất là hình ảnh mà chúng ta liên tưởng đây, nó chính là người S là hình ảnh con chim bồ câu. Con chim bồ câu thì nó sẽ là thể hiện cho sự hòa bình. Thì người này rất là kiên định này, chân thành, không thích rủi ro và hướng đến các mối quan hệ. Đối với họ, đôi khi là họ thích cái gì và thích cái gì, họ là muốn cái gì, thì nếu mà người đi thì người ta sẽ tập trung vào cái mục tiêu hiện tại của họ, thì người ta sẽ nói đến mục tiêu. Người ai thì người ta sẽ nói đến những cái sở thích và cá nhân của người ta. Còn với cái lý tưởng của người ta, còn đối với người F thì người ta không biết là người ta thích cái gì và muốn cái gì. Bởi vì là những cái sở thích cũng như cái mong muốn người ta đều dựa theo cái mong muốn và sở thích của những cái người khác. Ví dụ như mà đi chúng ta đi ăn uống chẳng hạn, thì người F thì có cái xu hướng là người ta hơi e dè trong việc là khi mà lựa chọn món thì người ta sẽ đợi mọi người chọn hết, sau đó người ta mới chọn. Và người ta chọn thì sẽ theo những cái người số đông hoặc là những bạn bè của người ta. Đồng thời là trong các mối quan hệ thì người này có xu hướng đó là luôn muốn tạo một cái không gian đó là hài hòa. Do đó là khi mà hài hòa như vậy là người ta sẽ không mất lòng ai cả, ai nói gì người ta cũng người ta cũng gật. Nhưng việc làm hay không đó là một việc khác. Lý do là bởi vì người ta không muốn mất lòng ai cả. Đôi khi là nếu như mà bạn nào mà bán hàng gọi đi cho người ta rất lắng nghe từ A đến Z và khiến cho những người ta bán hàng người ta rất là vui vẻ, người ta rất là hứng khởi, người ta chia sẻ. Nhưng mà để một cuộc hẹn, một gọi thì người ta có thể bảo bận và người ta sẽ không say no, người ta sẽ không đến. Chỉ vì đơn giản là người ta không muốn làm người kia buồn lòng. Đó. Cho nên là khi mà đối với người S này thì có một đặc điểm là người ta rất là trung thành. Đối với một môi trường nào đó mà người ta cảm thấy an toàn và người ta cảm thấy người ta được quan tâm, được chia sẻ với người khác thì người ta sẽ sẵn sàng làm việc môi trường đó. Dù người khác có nói gì với môi trường khác thì người ta cũng quan tâm. Tuy nhiên là khi mà nếu như người đi thì người ta nóng giận, người ta sẽ bộc lộ ngay ra và người ta có thể phản kháng luôn với những cái người ta không muốn, thì người ép người ta sẽ giấu im ỉm, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cái tình trạng đó là về tính cách lạnh, chiến tranh lạnh về cảm xúc ấy. Thì người đó những cái cảm xúc không tốt người ta sẽ dồn nén lại. Nó sẽ dồn đến lại đến một bước nào đó thì người ta sẽ bộc phát lên, người ta sẽ phá hủy. Thì đến lúc mà người ta phá hủy như vậy thì để việc mà người ta quay lại người ta nói chuyện thì sẽ rất là khó khăn. Thì đó là những cái hành vi của người S. Thì với những khi mà làm việc với những người S này thì chúng ta phải luôn thể hiện sự quan tâm là mình có lắng nghe, mình có chia sẻ với họ. Khi mà còn lắng nghe, có chia sẻ như vậy thì họ sẽ rất là thoải mái. Còn nếu như mà họ cảm giác họ không được lắng nghe và họ không được thuộc về thì họ sẽ say bye bye với môi trường đó như vậy. Và cái khó là và khi mà trao đổi nói chuyện với họ thì không nên có xu hướng là ép buộc và thúc giục họ, đặc biệt là bán hàng mà nếu lúc ép buộc và thúc giục họ thì người ta cảm giác nghi ngờ, lừa đảo. Và đặc biệt là những người bán hàng là mà quá tự tin ấy thì người ta có thể là cho mất tự tin luôn, bởi vì là đối với họ là họ thích lắng nghe ý kiến người khác và cái sự tất cả mọi người là đều có quan điểm và ý kiến riêng, và đồng thời là không có cái gì là nó thực sự là hoàn hảo cả, và nó tất cả là dựa trên các mối quan hệ. Thì do đó đối với người ép thì cái chìa khóa ở đây đó chính là các mối quan hệ. Đối với họ, cái mục tiêu của họ đó là tất cả mọi người trong cái môi trường, cái công việc đó sẽ phải là trao đổi, sẽ phải là hòa hợp và vui vẻ, và đấy là cái mục tiêu. Nó không tập trung nhiều, họ sẽ tập trung ít hơn về phần công việc và phần này. Thì mọi người nên tâm lên nếu phần người ép này. Tiếp theo là khi mà làm việc đối với người con mệt, người tiếp theo là người C, compliance. Thì compliance thì ở trong cái nhà máy hay trong công ty thì compliance nó tuân thủ theo luật về theo luật pháp hiện hành, theo cái yêu cầu quy định của công ty, thì đúng là người này tuân thủ, tức là họ rất là trình tự. Và cái việc họ phát huy cái thế mạnh của họ nhiều nhất là thông qua phân tích từ việc lớn đến việc nhỏ, phân tích từ việc nhỏ đến việc không có gì để phân tích, họ cũng phân tích ra và cực kỳ chi tiết. Đặc biệt những cái con người này khi mà sẽ được làm trong những cái môi trường liên quan đến quy trình hoặc là những cái môi trường kế toán thì họ chi tiết vô cùng. Và đối với họ là cái sự hoàn hảo là cái sự sẽ hướng đến và sự tập trung của người ta. Nếu như người đi khi mua một căn nhà thì người quan tâm đó là cái giá trị và cái khi mà được cái mua mua căn nhà đấy người ta được lợi gì, thì người ta có thể quyết định ngay tại thời điểm đó.
Còn đối với người C thì họ sẽ không quyết định ngay, mà khi mà có một cái thông tin như vậy họ sẽ phân tích rõ ràng là à cái khoản đất này là như bao nhiêu trong khoảng thời gian với số tiền của họ là sẽ như bao nhiêu, và khi họ vay ngân hàng thì bao nhiêu thời gian sau họ sẽ trả được và bao nhiêu người ta hoàn lại vốn. Thì như vậy khi phân tích tất cả mọi thứ, tất cả các yếu tố liên quan đến con người, liên quan đến vật chất, liên quan đến các mối quan hệ, cái yếu tố ảnh hưởng, thì khi đó người ta bắt đầu người ta mới thực hiện cái công việc đó, bởi vì người ta đảm bảo cái sự hoàn hảo và không chấp nhận rủi ro. Đối với con người này thì họ sẽ không, người ta quan tâm đến phân tích và chi tiết, do đó là họ sẽ không làm được các con sẽ không nhảy bước được, và người ta rất là khó chịu cho việc nhảy bước. Và khi giao nhiệm vụ cũng như là chia sẻ với những con người, với những người nhóm C này, nhóm C cao này, thì chúng ta phải phân tích chi tiết từng bộ phận một, từng phần một để họ có thể nắm rõ và họ sẽ thực hiện. Và cái hình ảnh đối với người C đó chính là hình ảnh con cú. Hình ảnh con cú là một hình ảnh rất là cẩn thận và tỉ mỉ và từng chi tiết một. Đó. Thì những cái đối với người đi thì những cái công việc liên quan đến quản lý, những công việc liên quan đến mạo hiểm thì sẽ phù hợp với họ. Còn đối với những cái ai á, người ai là người bay bổng với lý tưởng, nó là con công đó. Con công ấy, thì người ta sẽ phù hợp những công việc liên quan đến sự sáng tạo, liên quan đến hình ảnh đẹp và liên quan đến việc khách hàng và bán hàng, thì các mối quan hệ của họ rất là rộng. Còn đối với những người S thì người ta sẽ phù hợp với những việc công việc như là tư vấn, hoặc là công việc như là chăm sóc khách hàng, hoặc là về hậu cần. Thì những cái công việc đó là sẽ phù hợp và hỗ trợ họ, bởi vì khả năng lắng nghe cũng như là khả năng hướng về con người của họ rất là cao, họ tìm hiểu về chiều sâu nhiều. Còn đối với những con người C thì những công việc liên quan đến kế toán, đến kiểm toán, hoặc những công việc liên quan đến sự chi tiết và sự tỉ mỉ, liên quan đến quy trình, thì đây là những con người mà phù hợp hoàn hảo nhất. Thì bốn cái tính cách về DISC ấy, và bốn cái phong cách hành vi về DISC ấy, thì nó sẽ được mỗi chúng ta đều có. Và một con người không có cái nào mạnh hơn cái nào cả, và không có cái nào là xấu hơn cái nào xấu, cái nào không xấu cả, cái nào tốt và cái nào hơn cái nào. Mà việc của chúng ta là khi mà chúng ta nắm bắt được cái phong cách đối diện với người khác thì chúng ta sẽ có những cách trao đổi làm sao cho phù hợp. Ví dụ những người đi thì khi mà trao đổi với họ thì họ quan tâm mục tiêu, chúng ta sẽ tập trung nhiều vào mục tiêu. Đối với những người ai, khi mà trao đổi với họ, họ cần cái sự bay bổng, cần cái sự thể hiện của họ thì hãy lắng nghe họ nhiều. Đối với người C, người S thì hãy tạo cho họ một sự tin tưởng. Còn đối với người C thì hãy cho họ một cái quy trình, cho một quy trình chi tiết và họ được lợi gì như thế nào. Thì đó là bốn phong cách hành vi. Và mỗi thời điểm chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái phong cách hành vi khác nhau để làm sao cho nó phù hợp và làm sao để trao đổi cho nó hợp lý. Và đặc biệt người thành công nhất là người ta có thể ứng dụng một cách linh hoạt DISC này trong các mối quan hệ, ra cho trong gia đình, trong gia đình, trong bạn bè, trong con cái, hay là trong với đồng nghiệp và khách hàng. Đồng thời thì chúng ta sẽ cần hiểu được rõ cái ưu và cái nhược điểm của từng cái hành vi phong cách. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu rõ về cái ưu nhược điểm của từng phong cách thì chúng ta sẽ có cách để làm sao đó chúng ta tăng và hướng đến cái sự công bằng. Và một cái quan trọng nữa đó là DISC. Nếu chúng ta DISC là nó là công cụ và để nó được thực hành, chúng ta hoàn toàn có thể thực hành và có thể nắm làm chủ công cụ này trong cái việc mà, thực hành của mình. Do đó là đây ở dưới đây mình sẽ có một bài tập. Bài tập này thì sẽ có hai câu thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ ghi chép lại những hành vi của bản thân và người bạn bè, và chúng ta nhận định xem là đối với những trường hợp như vậy, khi trao đổi với họ như vậy thì họ là người đi, người C hay người S, và người I phong cách hành vi đi, C, S hay I. Đồng thời là khi mà chúng ta cần lưu ý như vậy thì chúng ta sẽ có những cái điểm lưu ý đối với họ là như thế nào trong cái việc trao đổi, trong cái việc đàm phán, cũng như là trong cái việc đó là chúng ta giao tiếp như là trình bày, và cũng như là làm sao để có thể động viên và hỗ trợ họ trong cái công việc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.